Vâng, Cường xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay, ngày 21 tháng 1, bên Hiếu Minh tiếp tục về được thêm khá nhiều mẫu súp điện bát 30 và 40 phục vụ các bác của anh em. Đây là lô súp cuối cùng phục vụ Tết cho các bác. Đây là dòng hàng loại 1 tại Trung Quốc các bác nhá. Số lượng về em về được trên 30 quả. Cả 30, 40. Đây, như biết thì biên cấm là em rất khó về hàng và đây là chắc có lẽ là lô cuối cùng rồi phục vụ các anh em. Dòng súp mang trên mình thương hiệu của V3, nhưng nó là hàng loại 1 thôi chứ không phải sản phẩm chính hãng. Đây bát 40, có lưu ý đối với sản phẩm súp bên Hiếu Minh nhập là ngập nguyên chiếc, nguyên kiện. Và đối với sản phẩm súp 40 bên Hiếu Minh bán nó sẽ khác với những mẫu súp khác trên thị trường. Như đối với sản phẩm hàng Trung Quốc họ làm thì từ cái thùng vậy lớn hơn. Kiếm cho anh cái thước được không? Thước anh quay con 30 trước vậy. Mẫu súp 30 mới bên Hiếu Minh đã bán nhưng bắt đầu đã và đang dùng đối với mẫu súp này, các bác biết rồi. Nó sử dụng ở bát, là bát của sử dụng cái màng bát này. Nó giống con JBL 260 ấy, bác nhá. 260B ấy. Đối dòng này gân cao su nên độ bền rất là cao, không lo bị mục gân này. Cái màng này thì đánh rất là căng. Và đối dòng súp này em bao đánh tiếng hay cho anh em luôn nhá. Nhưng bác để mỗi kênh thì mỗi lần về súp thì số lượng em về rất nhiều nên đã rất nhiều các bác đã và đang sử dụng dòng súp này rồi. Đây, cái bát của nó bác nhìn này, cũng 4 lỗ thoát bác nhé. Đấy, nhện kính giá. Con này con 76 bác nhé, con 76 từ nó dường từ 16 17 con 76 75. Thùng rất nhiều bông tiêu âm, mặt ngoài là sử dụng là dán giả gỗ nhá. Nguyên kiện nguyên hộp. Đây phần căng của nó bỏ cái ốc này. Cái mặt choàng nó khi đặt lên nó như này bác này. Thế em đang quay ở kho nên nó hơi nhũn nhọn đi. Đấy. Vành ở đây. Đây phần mặt nới căng của em nó đây bác nhá. Hàng mới tinh được bên Hiếu Minh bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 trong 3 tháng đầu các bác nhá. Dòng súp bát 30. Mạch công suất có lý đối với dòng súp điện, có lưu ý phải mua những cơ sở. Bỏ anh cái bát này ra với. Thành nước cho anh với. Cái mạch bơ phải quan trọng là trong cấu tạo súp này, cái thùng thế cũng nói nhá. Thùng giá trị thùng ấy nó chỉ đạt khoảng 1/4 giá trị đối quả súp thôi. Thùng bác nhá. Đầu tiên bác nhìn cho em vào, thứ nhất cái biến áp của nó phải biến áp đồng. Là 100% đồng nhá, phải nhôm nhá. Bác nhìn sợi bác biết này. Sợi nhỏ và đều, sợi đồng ấy nhá. Các bác cạo nhận hàng cạo đồng thoải mái. Và mạch nó sử dụng là hai tụ và hai con mofet lớn bác này. Chuyển mofet nhỏ bác nhìn quả han sò mofet là khủng khiếp không? Hai sò Senken. Senken lớn bác nhá. Cái dòng này em bảo hành 1 năm và 1 đổi 1 trong 3 tháng đầu. Tiếng em bao hay. Vì như biết thì test có quay lên hay không thì nó cũng chỉ nghe tiếng bụp bụp và nó đã chỉnh qua hình ảnh rồi. Còn những bác nào đã và đang sử dụng dòng súp này thì biết cho Hiếu Minh xin comment dòng súp này. Giá trong tầm tiền, chất âm rất là hay. Và cái điều quan trọng đó là tất cả nó là hàng chất xịn. Nguồn đồng 100% chạy hai sò xanh can lớn, sò lớn bác nhá. Xịn ngay hai vỉ bên, sử dụng hai vỉ. Và phần bát nó sử dụng phần bát nó thiết kế giống dòng bát của JBL 260B. Cho tiếng bát rất là uy lực căng. Nó căng lực đây là phải ở cái nguồn đồng kia đánh lâu, nó không bị xuống tiếng, nó không bị nhỏ đi, đánh không bị vỡ tiếng. Thế có lưu ý nhá. Và đo anh kích thước thùng bát 30 với. Hiện tại một quả súp bát 30 này, hiện tại bên đơn vị Hiếu Minh đang bán mức giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Và sở lúc lại 1 này. Sau 45 45. Sau 44 đọc. Kích thước căng 40. Ngang 40 cao. Cao bao nhiêu? Cao 40. Cao 45 đúng không? Cao 45, ngang 40, sâu 45 các bác nhá. Về hai mẫu điểm quay luôn. Đối mẫu súp bát 40 này nó sử dụng bát kính từ là 19 hoặc 76 các bác nhá. Sử dụng 246 gông, pick từ ánh 7 màu, cho chất âm hay. Và cũng sử dụng là mạch nguồn đồng. Nhìn côn nhện nó màng đấy. Côn 76, gân lụa tẩm dầu. Đánh không lo bị mục gân. Nó sẽ khác ở đặc điểm này. Các bác để ý này, thoạt nhìn nó, cái bát súp 40 trên thị trường nó rất nhiều cái súp nó giống nhau nhưng thực ra không giống nhau tí nào đâu. Thứ nhất,
cái dòng này nó chất ở cái bát thì em nói bằng lời em đúng không ạ? Cái bát em khẳng định là bát ngon rồi. Thì bác nhìn ở cái phần thùng, đo lên cái phần thùng đấy. Thùng đối với quả súp bên Đường Minh ấy, bác nhìn quả súp chưa? 60. 60 nhá. Còn những cái bác không thể so sánh với dòng rẻ tiền thằng giống thị trường thì nó sẽ chỉ khoảng 50 thôi. Nghĩa là nó chỉ đến đây này. Các bác này, nó sẽ cắt giảm phần thùng đi, nó nhỏ hơn. Bề ngang nó nhỏ hơn, đây của em thùng rất là to. Thùng to là tính bát nó uy lực vì nó mới phù hợp với công suất được. Bề ngang là 51 đúng không? 51. Đấy. Bên trong rất nhiều bông tiêu âm, bông thiết kế nó giả lông chuột. Có vành chống sốc. Căng lỉ căng nó đâu rồi? Đây, lỉ căng nó đây. Đấy, các bác nhìn. Căng có lưới lưới ngăn bụi. Cái phần lưới ngăn bụi này thứ nhất để đánh ra tiếng nó ấm hơn không nhá. Để đánh tiếng ấm hơn đấy, khỏi tự dưng là kết kế lưới ngăn bụi đâu. Mà khi các bác có lưới ngăn bụi này, cái tiếng bát ra sẽ mềm hơn và hay hơn. Và cái thứ ba nữa là với phiên bản này đấy, cũng sử dụng nguồn đồng, nhưng nguồn đồng lớn hơn phiên bản 340 nguồn đồng với 1 vỉ. Con này chạy tổng cộng là 4 sò nhá. 4 sò. Các bác nhìn cái nguồn đồng rất là cao. Nó to, cái nguồn này to tương đương với một con đẩy nếu mà đánh gọi suy ra đẩy công suất thì nó tương đương với con LA 600. Nguồn này to bằng con LA 600. LA 600 hàng loại 1 các bác nhá. Còn nếu mà so sánh với là đẩy như đẩy Yamaha là tương đương với con Yamaha 2005. Nguồn rất là cao, dày. Dùng 2 tụ 4 sò. Sò nó kẹp bên dưới các bác nhá. Để các bác nhìn rõ rồi. Sò kẹp bên dưới. Đấy. Đối quả súp 40 này hiện tại bên đơn vị em đang bán mức giá là chào bán cho anh em là mức giá là 3.800.000 đồng. Quả súp nguyên đai nguyên kiện. Hàng chuẩn loại 1. Hàng chuẩn loại 1 thì một số đặc điểm lưu ý em đã nhận dạng cho các bác rồi. Đó là thiết kế thùng nó cũng đã khác rồi. Vì thùng nó lớn hơn để nó phù hợp đánh với cái bát này thì nó mới uy lực được, nó mới căng được. Và cái thay nguồn phải nguồn đồng. Đấy. Cái giá trị của bác nó chỉ đáp ứng cho bác thứ nhất thùng quét cả thùng lớn này, từ lớn này, nguồn đồng. Đấy. Số lượng em về được tổng là hơn 30 chiếc phục vụ bác anh em dịp lễ Tết này. Thì thông báo anh em trên kênh để các bác cũng biết được. Có nhu cầu đối với sản phẩm súp điện hàng loại 1 thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh qua hai trụ sở online hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Lộ bác nhé. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé.